Quyển 3, phần 3, cuộc xuất phát lớn. Chiều lên kéo dài 6 tiếng, cộng thêm 1 giờ rưỡi chờ chiều xuống, tôi có thể ngủ 7 tiếng, mặc dù trong lòng rất hồi hộp. Phải ngủ, vì một khi thuyền ra khơi thì còn lúc nào mà ngủ. Tôi ngả mình giữa thùng nước và cột buồm. Maturet vắt một tấm chăn phủ lên thùng và ghế làm mái che. Thế là tôi ngủ. Tôi ngủ không còn biết trời đất, cho đến lúc Maturet đánh thức. Bướm, có lẽ đến giờ rồi, chiều bắt đầu xuống từ lâu. Thuyền quay hướng về biển và dòng nước dưới tay tôi chảy xiết. Trời hết mưa, trăng lưỡi liềm soi sáng, làm chúng tôi nhìn được khoảng 100 mét phía trước, con sông cuốn theo củi rác lều bều. Tôi cố nhìn xem đâu là ranh giới giữa sông và biển. Ở chỗ này không có gió, liệu ra giữa sông có gió không, mạnh hay yếu? Vẫn để thuyền cột vào bờ, tôi chui ra khỏi lùm cây rậm rạp, ngó nhìn ra trời. Hóa ra thuyền bị dạt theo dòng nhiều hơn chúng tôi tưởng. Chỗ này có lẽ chỉ cách cửa sông không đến 10 cây số. Chúng tôi uống mỗi người một hớp rượu rồi bàn nhau cắm cột dương buồm. Maturet ngồi đằng mũi, tôi phía sau, mỗi người một mái chèo, sẵn sàng khua mạnh để đẩy thuyền thật nhanh. Nếu không thì dòng nước ép chúng tôi vào bờ không tài nào ra nổi. Chú ý, xuất phát. Cầu trời phù hộ. Cầu trời phù hộ. Ludio đáp lại. Mọi việc xin phó mặc cho trời, Maturet cũng nói. Tôi và Maturet dấn lên chèo thật mạnh. Thuyền mới ra được chưa đầy 20 mét khỏi bờ đã bị nước cuốn xuôi tới cả 100 mét. Gió đột ngột nổi lên đẩy chúng tôi ra giữa sông. Hai cánh buồm áp mũi được tung lên đón gió. Thuyền chồm lên như ngựa, lao nhanh như tên bắn. Có lẽ chúng tôi đã xuất phát chậm hơn giờ đã định. Vì bỗng chốc trời đã sáng như ban ngày, nhìn rõ bờ phía Pháp cách 2 cây số bên phải và bờ phía Hà Lan cách 1 cây bên trái. Trước mặt, những ngọn sóng biển bạc đầu hiện lên một một. Trời ơi, chúng ta nhầm giờ rồi, Claudio kêu. Liệu có đủ thì giờ ra được không? Không biết. Nhìn kìa, sóng biển cao tung bọt trắng xóa thế kia. Chả lẽ chiều lại lên rồi? Vô lý, tôi vẫn nhìn thấy nhiều vật trôi xuôi. Maturet nói, không ra được rồi, không kịp nữa rồi. Cầm cái mồm, ngồi xuống mà giữ chặt dây buồm. Cậu nữa, Claudio, hãy câm miệng. Băng, băng. Những phát súng bắn về phía chúng tôi. Đến phát thứ hai, tôi định hướng được ngay. Không phải súng của lính, mà là từ phía Guiana thuộc Hà Lan. Tôi điều khiển cho buồm căng do đến mức suýt nữa thì mình cũng bị kéo theo. Thuyền nghiêng tới hơn 45 độ. Băng, băng, băng. Rồi im. Thuyền đã dạt vào gần phía bờ Pháp hơn là bờ Hà Lan, chắc vì thế mà họ không bắn nữa. Thuyền băng băng lao ra cửa sông đến mức chỉ ít phút nữa là đụng phía bờ Pháp. Chúng tôi nhìn rõ cả người đang chạy trên bờ. Tôi vừa điều khiển bánh lái vừa căng người kéo dây buồm. Thuyền đổi hướng tới 3/4, tôi thả trùng dây và thuyền thong dong vượt cửa sông. Hú vía. 10 phút sau, đợt sóng biển đầu tiên định chắn lối, thuyền cưỡi lên dễ dàng. Tiếng thuyền róc rách lúc đi trên sông chuyển thành tắc y, tắc y, tắc y. Thuyền cứ chồm lên vượt qua từng ngọn sóng cao như đứa trẻ chơi nhảy cừu. Hoan hô, thoát rồi, Claudio reo lên. Và như để mừng thắng lợi của trận đấu giữa nghị lực con người với sức mạnh thiên nhiên, ông trời đãi chúng tôi một cảnh mặt trời mọc chói lọi. Sóng vẫn tiếp sóng nhưng giảm dần độ cao, cuộc phiêu lưu lớn bắt đầu. Claudio nhỏm dậy, muốn thò đầu ra và cả người để nhìn cảnh trời mây. Maturet đỡ cậu ta cho ngồi cạnh tôi, lưng tựa vào thùng nước, rồi châm cho mỗi người một điếu thuốc. Rót rượu ra, ta uống mừng, Claudio đề nghị. Maturet rót rượu vào 3 cốc sắt và ai nấy chạm cốc. Hắn ngồi cạnh tôi bên trái. Chúng tôi nhìn nhau, mặt họ rạng rỡ, chắc mặt tôi cũng thế. Claudio hỏi, thưa thuyền trưởng, ta đi đâu bây giờ? Tới Colombia nếu trời phù hộ. Nhất định trời phải phù hộ. Mặt trời lên nhanh, chẳng mấy lúc người chúng tôi khô hết. Chiếc sơ mi bệnh viện được chuyển thành khăn cuốn đầu kiểu Ả Rập. Dấp nước vào, nó làm mát đầu khỏi say nắng. Biển xanh màu ngọc bích, sóng cao 3 mét và dài nên thuyền đi vô sự. Gió vẫn mạnh, chúng tôi xa bờ rất nhanh, chân trời mờ mờ trước mặt. Tôi ngoái nhìn lại phía sau.
thì bỗng một đợt sóng tập đến khiến tôi sực nhớ đến trách nhiệm của mình đối với tính mạng của các bạn và của bản thân. Tôi đi nấu cơm, Maturet nói. Tôi nhóm bếp, cậu chuẩn bị nồi, Claudio nói. Cơm chín nóng sốt, ăn với hai hộp cá, thêm một tách cà phê. Một hớp rượu rum chứ. Tôi từ chối vì nóng quá, và lại tôi không hay uống rượu. Claudio liên tục tiếp tôi thuốc lá. Bữa cơm đầu tiên ngoài khơi thế là ổn. Theo vị trí mặt trời, khoảng 10 giờ sáng. Mới ra biển được 5 tiếng mà chúng tôi cảm thấy nước đã sâu lắm, sóng nhỏ hơn, thuyền vượt thoải mái, ngày tuyệt đẹp. Bỗng Claudio nói, thật may mà tôi gặp anh ở bệnh viện. Không phải chỉ cậu may, tớ cũng gặp may là cậu cùng đi. Tôi nghĩ tới Dega, Fernande. Nếu họ đồng ý, có phải bây giờ họ đã ở cùng với chúng tôi? Chưa chắc, Claudio nói. Nếu không có Maturet, khó mà tóm được thằng Ả Rập đúng lúc mình cần. Đúng, Maturet giúp chúng ta rất nhiều. Tớ rất mừng có cậu cùng đi, cậu tận tụy, can đảm và khôn khéo. Maturet nói. Cảm ơn hai anh đã tin tôi, mặc dù tôi còn nhỏ. Tôi sẽ cố gắng xứng đáng. Tôi lại nói, còn François Sierra, mình rất muốn nó cùng đi, cả Gangani nữa. Chuyện đã như thế này thì không thể được. Nếu Giê-xu là một lão tử tế, nếu cho mình thuyền tốt, thì ta có thể đợi họ ở chỗ chú, nhờ lão giúp họ vượt ngục và đưa đến chỗ chúng ta. Dù sao thì các bạn ấy cũng hiểu anh bướm và biết rằng nếu anh không gọi họ cùng đi, thì chỉ là vì không thể làm được. Chúng tôi nói chuyện linh tinh, tôi nói. Biết đâu ta lại chả gặp Julio Búa Tạ, cậu ấy chắc đã vù xa, hay có khi vẫn còn trốn trong rừng. Claudio nói, trước khi đi, tôi để lại mảnh giấy dưới gối, đi không để địa chỉ. Anh ấy cười vang. Chúng tôi lênh đênh 5 ngày bình yên, ban ngày định hướng theo mặt trời, ban đêm dùng la bàn. Sáng ngày thứ 6, mặt trời chói lọi biển lặng, nhưng tôi mệt lử. Đêm trước Maturet đã phải đắp lên mặt tôi một khăn ướt cho khỏi ngủ. Mặc dù vậy, tôi vẫn buồn ngủ díp mắt. Claudio phải lấy điếu thuốc cháy dí vào người tôi. Nhưng vì trời yên biển lặng, tôi quyết định cứ ngủ. Tôi yêu cầu hạ bớt buồm xuống, rồi lăn xuống sàn thuyền ngủ như chết, cho đến lúc Maturet lay dậy. Bây giờ là 12 hay 1 giờ trưa gì đó, nhưng tôi phải đánh thức anh vì gió đã hiu hiu và phía chân trời đen kịt. Tôi nhỏm dậy trở lại vị trí. Mặt biển phẳng lặng, nhưng trời phía đông tối đen, gió thì mỗi lúc một lạnh. Tôi ra lệnh cột chặt buồm, cẩn thận có bão đấy. Những giọt nước lớn bắt đầu lộp độp rơi. Cái khối đen chạy tới rất nhanh. Chưa đầy 15 phút, nó đã từ chân trời kéo đến sát chúng tôi. Nó đến rồi, gió rất mạnh quật xuống. Như có phép lạ, những đợt sóng sủi bọt lập tức hình thành. Mặt trời biến mất và mưa trút xuống mù mịt không nhìn thấy gì. Sóng đập vào mạn thuyền bắn lên rát cả mặt. Đúng là bão. Trận bão đầu tiên của tôi với đủ bộ sậu, sấm, chớp, mưa, gió, gầm thét lồng lộn. Con thuyền mong manh như một cọng rơm trồi lên cao vút rồi lại lao xuống vực sâu tưởng như không thoát ra khỏi. Ấy vậy mà nó lại nổi lên, leo lên một ngọn sóng cao vút nữa, rồi cứ thế. Hai tay tôi nắm chặt cần lái, nhưng trong một lúc vụng về cắt ngang một con sóng, một khối lượng nước lớn ụp vào thuyền ngập tới 75 phân. Tôi cuống lên, bất giác lái ngang thuyền, động tác cực kỳ nguy hiểm, để sóng đánh nghiêng, thuyền gần như suýt lật úp, khiến nó tự trút ra ngoài phần lớn khối nước đã nhận. Hoan hô, Claudio reo lên, anh bướm cừ lắm. Nếu cậu ta biết rằng vì thiếu kinh nghiệm, tôi đã suýt làm thuyền đắm. Tôi quyết định không nghĩ đến hướng đi, không cắt sóng nữa, mà chỉ lo sao cho thuyền giữ được cân bằng. Tôi thấy ngay cách giải quyết đó là tốt nhất, giảm tới 90% nguy hiểm. Gió vẫn gào thét nhưng mưa tạnh nên chúng tôi đã nhìn được trước sau. Phía trước tối, phía sau sáng, thuyền bơi giữa hai cực ấy. Khoảng 5 giờ, mọi việc trở lại ổn định. Mặt trời lại chiếu sáng, gió bình thường, sóng không cao. Tôi dương buồm, thuyền lại đi, mọi người đều phấn khởi. Các bạn lấy xong múc nốt chỗ nước còn lại trong khoang, dở chăn ướt buộc lên cột buồm cho mau khô. Tâm hồn tôi thanh thản lạ thường, kèm theo là sự tự tin. Tôi đã vượt qua thử thách và trận bão ngắn vừa qua đã cho tôi một bài học tốt. Từ nay gặp trường hợp tương tự, tôi đã biết cách đối phó. Thế nào, Claudio?
Cậu thấy cú tớ nghiêng thuyền chút nước không? Nếu anh không làm thế, thì chỉ ngọn sóng thứ hai ập tới là thuyền ụp, anh cờ lắm. Anh học cách đó ở hải quân phải không? Maturet nói. Đúng, cậu thấy những bài học của hải quân cũng có ích đấy chứ. Thuyền chắc đã chạch đường nhiều. Với cơn sóng gió vừa qua, ai mà biết trong 4 tiếng đồng hồ thuyền đã trôi dạt bao nhiêu đường đất. Tôi cho đi hướng Tây Bắc để chỉnh lại. Thuyền lại đi 6 ngày nữa vô tư, trừ thỉnh thoảng một trận mưa bão không nghĩa lý gì so với trận đầu. Sáng nay lúc 10 giờ không có gió. Sau một giấc ngủ 4 tiếng liền, tôi thức dậy, thấy môi mình bỏng rát, chóc hết ra, cả mũi cũng vậy. Bàn tay phải nứt nẻ. Maturet, Gludio cũng thế. Mỗi ngày 2 lần chúng tôi lấy dầu xoa lên mặt và tay, nhưng vô hiệu. Dưới mặt trời nhiệt đới, cái gì cũng khô này. Theo vị trí mặt trời, thì lúc đó vào khoảng 2 giờ trưa. Từng đàn cá bô quanh thuyền, chỗ Maturet vừa rửa bát. Tôi cầm lấy con dao và bảo Maturet ném ít hạt gạo đã lên men vì ngấm nước cho cá. Cá xuống tới nhô mõm lên mặt nước để đớp. Tôi dình một con nhô lên cao nhất, lấy dao phạt, tóm được một chú cá nặng tới 10 kg để lên nấu ăn. Thuyền lênh đênh đã được 11 ngày. Suốt thời gian ấy, chúng tôi chỉ nhìn thấy một con tàu xa xa tận phía chân trời. Tôi phân vân không rõ mình đang ở đâu. Ở biển khơi thì đúng rồi, nhưng ở vị trí nào so với Trinidad hay so với bất kỳ một đảo thuộc địa anh nào? Đồ được ước thấy. Đúng vậy, một chấm đen to dần đang tiến thẳng về phía chúng tôi. Tàu chở khách hay tàu đánh cá? Không, nó không đi thẳng về phía tôi. Bây giờ đã trông rõ, nhưng nó chỉ đi ngang qua. Vì không có gió, buồm tôi thõng thảm hại, chắc tàu nọ không nhận thấy. Bỗng còi tàu nọ rít lên 3 tiếng liền rồi đổi hướng và tiến về phía chúng tôi. Hóa ra là tàu chở dầu. Đã trông thấy có người trên boom. Chắc họ đang tự hỏi mấy thằng chúng tôi đang làm gì giữa biển khơi với cái vỏ hạt rẻ này. Tàu sát lại từ từ, phân biệt được rõ các sĩ quan và thủy thủ, một anh đầu bếp. Rồi có những phụ nữ ăn mặc áo xanh đỏ chạy lên boom, những người đàn ông mặc sơ mi màu, chắc là hành khách. Tàu chở dầu mà có hành khách cũng là. Khi tàu đến đủ gần, tôi nghe tiếng thuyền trưởng hỏi bằng tiếng Anh. Các ông từ đâu đến? Guyana thuộc Pháp. Các ông nói tiếng Pháp? Một phụ nữ hỏi. Vâng. Các ông làm gì giữa biển? Trời run rủ tới đâu thì đi. Bà nọ trao đổi gì với thuyền trưởng rồi nói. Thuyền trưởng mời các ông lên tàu, ông ấy sẽ cho kéo cả thuyền lên. Nhờ bà nói với ông ấy là chúng tôi cảm ơn, chúng tôi ở đây được rồi. Tại sao được giúp mà các ông không muốn? Vì chúng tôi là tù vượt ngục và không đi cùng đường với các vị. Các ông đi đâu? Đến Martinique hoặc xa hơn, đây là đâu? Giữa biển khơi. Muốn tới Anti thì đi đường nào? Các ông có xem được bản đồ hàng hải của anh không? Có. Lát sau, họ lấy dây dòng xuống cho chúng tôi một tấm bản đồ, một số bao thuốc, bánh quy và gà quay. Tôi xem bản đồ rồi bảo, như vậy là muốn tới đảo Anti thuộc Anh, tôi phải đi check về Tây, Tây Nam phải không? Phải. Độ bao nhiêu hải lý nữa? 2 ngày nữa các ông sẽ tới, thuyền trưởng đáp. Tạm biệt, xin cảm ơn tất cả. Ông chỉ huy khen ngợi các ông là rất can đảm. Cảm ơn, vĩnh biệt. Chiếc tàu chở dầu trong khi quay mũi rà sát thuyền chúng tôi phải tránh xa để khỏi bị sóng từ bánh lái của nó xô lại. Đúng lúc đó, một thủy thủ ném xuống cho tôi một cái mũ, mũ rơi giữa đúng thuyền. Và 2 ngày hôm sau, chúng tôi tới Trinidad. Trên đầu nghễu nghện chính cái cát két có vẽ mỏ neo và gạch một đường chỉ vàng ấy. VTC Now. Quyển 3, phần 4, Trinidad. Chúng tôi chưa nhìn thấy đất liền, nhưng những đàn chim đã báo hiệu điều đó. Lúc đó là 7 giờ rưỡi sáng, chúng xả đến bay lượn quanh tôi. Tới rồi, các cậu ơi, chặng đầu tiên, chặng khó nhất của chuyến vượt ngục đã thắng lợi.
tự do muôn năm. Người nào cũng reo hò như trẻ con để biểu lộ nỗi mừng vui. Mặt chúng tôi bôi đầy bơ ca cao mà con tàu gặp giữa đường đã tặng để xoa cho da khỏi bị khô nẻ. Khoảng 9 giờ thì trông thấy đất liền. Biển tương đối lặng. Một làn gió mát đẩy thuyền đi nhanh, nhưng cũng phải 4 giờ chiều chúng tôi mới nhìn rõ bờ một hòn đảo dài với những ngôi nhà trắng viền quanh, trên cao sum suê những hàng dừa. Chưa thể phân biệt được đây là đảo hay bán đảo và những nhà kia có người ở hay không. Phải 1 giờ nữa mới nhìn rõ nhiều người đang chạy ra bãi biển nơi thuyền chúng tôi thẳng tiến. Không đầy 20 phút, một đám đông dân chúng đã tụ hội. Cả cái làng nhỏ bé này ra bờ biển để đón chúng tôi. Sau này chúng tôi biết tên làng là San Fernando. Thuyền bỏ neo cách bờ 300 mét. Tôi làm thế một phần để thăm dò phản ứng của dân chúng ở đây. Phần khác cũng để thuyền khỏi vỡ nếu đáy biển có nhiều san hô. Chúng tôi hạ buồm ngồi chờ. Một chiếc thuyền con tiến lại. Bên trên có hai người da đen cầm chèo và một người da trắng đội mũ thuộc địa. Chúc mừng đã tới Trinidad. Người da trắng nói với giọng Pháp chính cống, hai người da đen thì nhe răng cười toe toét. Xin cảm ơn ngài về lời chúc tốt đẹp. Dưới đấy là san hô hay cát? Cát. Các ông có thể đưa thuyền thẳng vào bãi. Chúng tôi nhổ neo và để sóng đẩy thuyền vào bờ. Chưa cập bến, đã có tới 10 người lội xuống nước, lôi thuyền lên cạn. Họ ngắm nhìn sờ mó vuốt ve chúng tôi. Phụ nữ, da đen hoặc da màu, ra hiệu vẫy vẫy. Ai cũng muốn kéo chúng tôi về nhà mình. Người da trắng nói tiếng Pháp với chúng tôi như thế. Maturet nhặt một nắm cát đưa lên miệng hôn. Tôi báo cáo tình trạng của Claudio. Người da trắng liền bảo cõng anh từ ngoài bãi về nhà mình. Theo ông ta, có thể cứ để nguyên mọi thứ trên thuyền cho đến mai, không sợ ai lấy. Ai cũng gọi tôi là Captain. Tôi mỉm cười vì sự phong chức ấy. Họ nói, thuyền trưởng cừ, thuyền nhỏ mới đi xa. Đêm xuống, sau khi yêu cầu để thuyền ra xa hơn, cột nó vào một thuyền to khác ngoài bãi, tôi đi theo người anh về nhà. Đó là một ngôi nhà gỗ bungalow, thường thấy trên khắp đất Anh. Người anh đi trước tôi và Maturet theo sau. Vào tới nơi, đã thấy Claudio ngồi đàng hoàng gác chân đau lên ghế, đứng cạnh bên là một bà và một cô gái trẻ. Đây là vợ và con gái tôi, người anh giới thiệu. Tôi còn một con trai học ở Anh. Các ông là khách quý của nhà này, bà vợ nói tiếng Pháp. Mời các ông ngồi, cô gái đưa ra hai chiếc ghế nan. Cảm ơn bà và cô, xin đừng quá bận tâm với chúng tôi. Sao vậy? Chúng tôi biết các ông từ đâu tới, song hãy yên tâm và xin nhắc lại ở đây các ông là khách quý. Chủ nhà tên là Buen, luật sư, có văn phòng ở Port Spain, thủ đô Trinidad, cách 40 cây số. Chúng tôi được đãi trà sữa, rượu, bơ, mứt. Không bao giờ quên được buổi tối đầu tiên với tư cách là người tự do ấy. Không một lời nhắc đến quá khứ, không một câu tọc mạch. Họ chỉ hỏi chúng tôi đã lênh đênh bao lâu, hành trình ra sao. Claudio đau lắm không? Có cần trình diện cảnh sát ngày mai hay đợi hôm sau nữa? Chúng tôi còn bố mẹ vợ con không? Nếu cần viết thư cho người thân, họ sẽ bỏ bưu điện cho. Không thể nói gì khác hơn. Một sự đón tiếp trọng thị cả của dân chúng ngoài bãi, cũng như của gia đình đầy thịnh tịnh này với ba tên tù chạy trốn. Ông Bowen gọi điện cho một thầy thuốc. Ông này dặn trưa hôm sau đưa người bị thương đến cho ông chiếu điện rồi sẽ định liệu. Ông Bowen cũng điện tới Bob Spence cho vị chỉ huy đội quân cứu tế. Ông này hứa sẽ giữ một phòng ở nhà trọ của tổ chức này để chúng tôi đến ở lúc nào tùy ý. Ông còn dặn, nếu thuyền còn tốt thì nhớ giữ cẩn thận phòng khi cần phải ra đi. Các ông có cần tắm và cạo râu? Cô gái hỏi, chớ ngại gì, các ông cứ tự nhiên. Trong nhà tắm, hy vọng có đủ các thứ ông cần. Tắm và cạo mặt xong, tôi đi ra rất bảnh bao trong bộ quần ghi, sơ mi trắng, bít tất trắng, giày tennis. Một người Hindu gõ cửa, mang vào một gói đưa cho Maturet, nói rằng luật sư nhận thấy khổ người tôi gần giống khổ người luật sư, nên không có khó khăn gì về quần áo. Nhưng Maturet nhỏ bé, nên không có quần áo nào vừa. Hắn cúi gặp người chào theo kiểu đạo hồi rồi ra đi. Biết nói sao trước mọi sự chăm chút đó. Lòng tôi trào lên một niềm xúc động khôn tả. Claudio đi nghỉ trước, còn lại năm chúng tôi ngồi bàn bạc nhiều chuyện. Bà mẹ và cô gái băn khoăn nhất về cách chúng tôi sẽ làm lại cuộc đời như thế nào. Không ai nói chuyện cũ, toàn bàn về hiện tại và tương lai. Ông Bowen tỏ ý tiếc
là luật nước Trinidad không cho phép tù vượt ngục ở lại trên đảo. Ông nói bản thân đã từng nhiều lần can thiệp để xin vài người được đặc cách nhưng vô hiệu. Cô gái nói tiếng Pháp rất chuẩn, không kém bố. Tóc cô vàng, mặt nhiều trứng cá. Tôi không dám hỏi tuổi, nhưng ước chừng cô khoảng 17-20. Cô nói, các ông còn trẻ, cuộc đời còn ở phía trước. Tôi không biết và không cần biết các ông đã làm gì nên tội. Nhưng chỉ việc dũng cảm chịu hiểm nguy để lao ra biển với một con thuyền nhỏ nho như thế, chứng tỏ các ông quyết tâm giành tự do bằng bất kỳ giá nào, và như vậy là rất đáng khâm phục. Chúng tôi ngủ tới 8 giờ tối, khi dậy đã thấy bàn ăn dọn sẵn. Hai mẹ con cho biết ông Bowen đi Postman để xem có làm được gì giúp chúng tôi không đến chiều mới về. Họ nói điều ấy một cách tự nhiên. Ông chủ đi vắng, để lại nhà cho 3 tiên tù vượt ngục. Việc ấy đã dạy cho chúng tôi một bài học vô song. Các anh là những người bình thường. Anh xem, tôi tin các anh, nên chỉ mới vừa biết nhau 12 tiếng, tôi đã để anh ở nhà một mình với vợ và con gái tôi. Đó cũng là một lời nói ngầm. Sau khi chuyện trò, tôi thấy các anh là những người đủ tin cậy. Có thể để các anh ở trong nhà mà không sợ có cử chỉ, lời nói, hành động gì bậy bạ. Chúng tôi vô cùng xúc động trước thái độ đối xử ấy. Hỡi độc giả, nếu một ngày kia sách này có độc giả, tôi không phải là trí thức để có thể mô tả với tất cả sự sâu sắc và hứng khởi cần thiết, sự xúc động và cái cảm giác mạnh mẽ về lòng tự trọng, không, về sự phục hồi danh dự, nếu không muốn nói là một cuộc đời mới hoàn toàn. Tôi như được rửa tội, được tắm gội trong ánh sáng trong sạch, được nâng mình lên khỏi vũng bùn bấy lâu chìm đắm. Cái cách đơn giản đặt tôi tự chịu trách nhiệm về mình ấy, trong khoảnh khắc đã biến tôi thành một người khác hẳn, không còn là tiên tù khổ sai đầy mặc cảm, dù sổ lồng vẫn nghe tiếng xích xiềng loảng xoảng dưới chân. Vẫn nghĩ rằng lúc nào cũng bị người đời rình rập. Tất cả những gì tôi đã trải qua và chịu đựng, làm tôi trở thành một con người tỉ vết, hối nát, nguy hiểm, bên ngoài phải giả vâng chịu, nhưng trong lòng đầy thù hận và nổi loạn. Tất cả những điều ấy đã biến mất như có phép thần. Cảm ơn ngài Bowen, cảm ơn vị luật sư của Hoàng gia, người đã biến tôi thành một con người khác hẳn trong khoảnh khắc. Cô gái tóc vàng, mắt xanh màu nước biển mênh mông, ngồi nói chuyện với tôi dưới rặng dừa trong vườn nhà. Những cây hoa giấy nở hoa đủ màu đỏ, vàng, tím, điểm nét thơ mộng cho giây phút đáng nhớ này. Ông Henry, cô luôn gọi tôi bằng ông, biết bao lâu nay, không có ai gọi tôi bằng ông. Như ba tôi nói hôm qua, chính quyền Anh không có sự thông cảm đúng đắn, nên rất tiếc là các ông không thể định cư ở đây. Họ chỉ đồng ý để các ông nghỉ ngơi nửa tháng rồi phải ra đi. Sớm nay, tôi ra xem thuyền của các ông. Nó nhỏ quá, làm sao đi xa được. Hy vọng là các ông sẽ tới một nước hiếu khách thông cảm hơn. Tất cả các đảo thuộc Anh đều có chính sách giống nhau đối với các ông. Nếu trong cuộc hành trình sắp tới, ông còn phải chịu nhiều gian khổ, mong ông đừng oán trách những người dân ở đây. Họ không chịu trách nhiệm về cách đối xử ấy, mà là lệnh từ chính quốc, từ những người không hề biết gì các ông. Địa chỉ ba tôi là 101 phố Hoàng hậu, Postman, Trinidad. Tôi mong ông sẽ viết vài chữ về đây để chúng tôi biết tin. Tôi cảm động không nói nên lời. Bà Bowen lại gần. Một phụ nữ đẹp, tuổi chừng 40, tóc vàng hạt rẻ, mắt biếc, mặc váy áo trắng giản dị. Nhà tôi đến 5 giờ mới về, ông ấy đang xin phép để các ông được lên thủ đô bằng xe riêng mà không cần cảnh sát áp giải. Ông cũng muốn tránh cho các ông khỏi ngủ đêm đầu tiên ở đồn cảnh sát Uspen. Bạn ông bị thương sẽ tới thẳng bệnh viện một bác sĩ quen, còn hai ông về nghỉ tại nhà trọ đội quân cứu tế. Maturet ra gặp chúng tôi ngoài vườn, cậu ta vừa ra xem thuyền. Theo lời cậu thì mọi người đang xúm xít tò mò ngoài ấy, không có gì suy xuyển. Trong khi xem thuyền, có một người phát hiện một viên đạn kẹp phía dưới bánh lái và xin phép được lấy ra làm kỷ niệm. Cậu ta đáp, cập thêm, cập thêm. Người kia hiểu là xin phép thuyền trưởng và hỏi thêm, sao không thả nốt những con rùa ra? Các ông có rùa ư? Cô gái hỏi, ta ra xem. Chúng tôi cùng ra. Dọc đường, một cô gái Hindu duyên dáng cầm lấy tay tôi một cách tự nhiên. Good afternoon. Chào buổi trưa. Mọi người đồng thanh nói, tôi lấy hai con rùa ra. Làm gì bây giờ? Thả xuống biển hay cô lấy nuôi chúng trong vườn? Trong nhà có một cái bể nước mặn. Tôi sẽ bỏ chúng vào đấy để làm kỷ niệm.
Tôi phân phát tặng mọi người tất cả những gì có trong thuyền, trừ la bàn, thuốc lá, thùng nước, con dao cái rìu, những tấm chăn và khẩu súng lục mà tôi giấu trong chăn không ai trông thấy. 5 giờ, ông Bowen về. Mọi việc đã ổn, tôi sẽ lái xe đưa các ông lên thủ đô, để ông bị thương vào bệnh viện, còn hai ông sẽ đến nhà trọ. Chúng tôi dìu Claudio lên ghế sau xe, sắp cảm ơn cô gái thì mẹ cô gái xách vali chạy đến. Xin các ông vui lòng nhận một ít quần áo của nhà tôi, chúng tôi thật lòng. Biết nói gì trước ngần ấy tình nhân ái. Xin đội ơn muôn phần. Chúng tôi lên xe, 6 giờ kém 15, đến bệnh viện Saint George. Y tá mang cáng khiêng Claudio vào phòng. Bác sĩ đến bắt tay ông Bowen và tất cả chúng tôi. Ông không nói tiếng Pháp, nhưng nhờ nói lại với chúng tôi là Claudio sẽ được chữa chạy chu đáo, và chúng tôi có thể đến thăm anh vào bất cứ lúc nào. Xe lại đưa chúng tôi đi qua thành phố. Chúng tôi háo hức nhìn phố xá sáng trưng, nhiều ô tô xe đạp. Nhờ búp spen toàn bằng gỗ, dân chúng gồm da trắng, da đen, da vàng, Hindu, phu phen đủ loại. Trụ sở đội quân cứu tế là một ngôi nhà tầng dưới bằng đá, còn lại toàn gỗ, nằm giữa quảng trường mà tôi đọc biển đề là chợ cá. Vị phụ trách và toàn thể nhân viên nam nữ tiếp đón chúng tôi. Tất cả nói tiếng Anh, chúng tôi không hiểu, nhưng cứ nhìn những bộ mặt tươi vui, những đôi mắt thiện cảm cũng hiểu họ nói những lời tốt đẹp. Chúng tôi được dẫn lên một phòng ở gác ba, có 3 giường, 1 giường dành sẵn cho Claudio, có phòng tắm ngay cạnh, với đủ khăn mặt xà phòng. Hướng dẫn xong, vị phụ trách dặn, nếu đói thì 7 giờ, nghĩa là nửa giờ nữa, mời các ông xuống nhà ăn. Không, chúng tôi không đói. Nếu các ông muốn đi dạo phố, thì đây là $2 ăn chi. Các ông cầm lấy để uống nước, ăn kem, chớ lạc đường. Muốn về, các ông chỉ cần hỏi, nhờ chỉ đường về đội quân cứu tế. 10 phút sau, chúng tôi đã ở ngoài phố, thích cánh cùng với dân chúng đi trên vỉa hè, chẳng bị ai nhìn ngắm chú ý. Chúng tôi hít thở khoan khoái, tận hưởng những bước đi tự do đầu tiên trong một thành phố đông người. Sự tin cậy để chúng tôi đi lại tự do của những người có trách nhiệm ở đây làm chúng tôi rất phấn chấn, không chỉ nâng lòng tự tin mà còn khiến chúng tôi nhận thức rõ là mình không thể nào phản bội sự tin cậy ấy. Maturet và tôi thong thả đi giữa đám đông, muốn được mọi người chen lấn, cọ sát, được cảm thấy mình hòa với họ là một. Chúng tôi vào một quán rượu gọi bia, đương nhiên phải nói, cho 2 vại bia, chả có gì lạ. Ấy vậy mà chúng tôi coi là chuyện diệu kỳ khi một cô hầu bàn người Hindu với chiếc vòng vàng xuyên qua mũi đến phục vụ và nói, $0.5, thưa ngài. Nụ cười để lộ hàm răng ngọc, đôi mắt màu đen tím hơi xách, chiếc áo rộng cổ để hở một phần ngực, hé mở cho ta đoán thấy đôi vú tuyệt mỹ. Tất cả những điều ấy đối với mọi người là bình thường, nhưng đối với tôi lúc này là cực kỳ thần tiên. Ôi bướm ơi, không đúng đâu, lý gì lại nhanh thế? Đang từ người sống mà như chết, từ tù khổ sai chung thân bỗng trở thành người tự do. Maturet bỏ tiền ra trả, trong tay còn lại $0.5. Bia rất ngon, cậu ta hỏi. Ta làm vại nữa chứ, điều này thì tôi thấy không nên. Mới thực sự được tự do 1 giờ mà cậu đã định say túy lúy. Ôi anh nói gì nặng nề thế, 2 vại thì túy lúy sao được. Có thể cậu nói đúng, dù sao cũng nên học tập sống tự do từng bước. Chúng tôi ra ngoài đi theo đại lộ Whiter, một phố lớn chạy suốt thành phố từ đầu này sang đầu kia, vừa đi, vừa mê mải nhìn ô tô, tàu điện, xe lửa kéo, biển quảng cáo, hộp đêm và rạp cine, ngắm các cô gái da đen hoặc Hindu và được các cô tươi cười nhìn lại, rồi ra tới cảng lúc nào không biết. Trước mặt chúng tôi là vô số tàu biển bật đèn sáng trưng, thuyền du lịch với những tên quyến rũ Panama, Los Angeles, Boston, Quebec, tàu chở hàng Hamburg, Amsterdam, London. Suốt dọc cảng, chi chít những quán rượu, hiệu ăn đông chật đàn ông và đàn bà, vừa ăn vừa hát, vừa cãi nhau ầm ĩ. Tôi bỗng thấy bị thôi thúc phải hòa mình vào đám dân chúng này, xô bồ thật nhưng chẳng thể sức sống. Trên thềm các quán ăn, bày la liệt trong tủ kính nào sò hến, tôm vẹm, nhím biển, toàn những hải sản khiêu khích khách qua đường. Các bàn ăn đủ khăn kẻ ô vuông đỏ trắng, phần lớn đã có khách ngồi như mời chào. Những cô hầu lai đen, nét mặt thanh tú, thân hình bó chặt trong các bộ áo muôn màu có cổ hở rất rộng, càng kích thích ta vào hưởng lạc thú. Tôi lại gần một cô, chia tờ 1.000 franc hỏi, tiền Pháp có tiêu không?
Có, em đổi cho. Ok. Cô cầm tờ bạc rồi biến vào trong. Lát sau cô quay ra. Lại đây. Và đưa tôi đến quầy thu tiền. Có một người Trung Quốc ngồi. Ông Pháp. Phải. Đổi 1.000 franc. Phải. Lấy đô la Anti. Phải. Chứng minh thư. Không có. Thẻ thủy thủ. Không có. Giấy nhập cư. Không có. Thôi được. Hắn nói gì với cô gái? Cô nhìn quanh phòng với được một người có vẻ thủy thủ vì đội mũ giống tôi cũng có mỏ neo và gạch vàng đưa đến quầy. Người Trung Quốc bảo anh ta đưa chứng minh thư rồi thản nhiên làm một phiếu chuyển tiền 1.000 franc đứng tên anh thủy thủ nọ đưa anh ta ký. Xong cô gái khoác tay anh ta lôi đi. Hẳn anh ta chẳng hiểu mô tê gì, còn tôi nhận được 250 đô la anti. Tôi tặng cô gái 1 đô la rồi cùng Maturet ra ngoài ngồi vào bàn. Tối ấy, chúng tôi ăn thả cửa một bữa toàn hải sản kèm rượu trắng tuyệt diệu. VTC Now.